Anna Yến Phượng, nữ doanh nhân gây sốt mạng xã hội với loạt MV ca nhạc Là Ai. Nếu bạn đã nghe qua trên TikTok lời bài hát quen thuộc như Có Anh Quan Trọng Không, hay là Tôi Và Tiền Bên Nhau Mãi Mãi thì chắc có lẽ cũng đã từng nghe qua tên chủ nhân hai bài hát này, nữ doanh nhân Anna Yến Phượng. Mạng xã hội là kênh truyền thông quan trọng của hầu hết người nổi tiếng tại Việt Nam, chưa bao giờ các celeb, KOL, KOC lại gần gũi với người hâm mộ vậy. Trong đó, các nữ doanh nhân, các quý bà cũng tận dụng triệt để mạng xã hội để khẳng định bản thân, vừa điều hành kinh doanh, vừa tự tin khẳng định khả năng ca múa nhạc hết sức độc đáo. Dù nhận nhiều ý kiến trái chiều song Anna Yến Phượng và một số nữ doanh nhân chỉ coi mạng xã hội như một cuộc dạo chơi nhẹ nhàng vui vẻ. Anna Yến Phượng, tên đầy đủ là Nguyễn Thị Yến Phượng, sinh ra và lớn lên tại tỉnh Tiền Giang. Hiện tại, Yến Phượng đang đảm nhận vị trí CEO của công ty chuyên cung cấp vật liệu xây dựng. Trước khi trở thành CEO trong ngành xây dựng, Anna Yến Phượng từng khởi nghiệp thất bại dù được gia đình hỗ trợ số vốn không nhỏ. Tuy nhiên, đó cũng là động lực giúp cô làm lại từ con số 0. Gần đây, Yến Phượng đã tham gia cuộc thi Hoa hậu doanh nhân Việt Nam, Miss Việt Nam Business 2023, một cuộc thi uy tín và chuyên nghiệp được tổ chức bởi hãng truyền thông Topstar. Điều đặc biệt của cuộc thi này là người đẹp không chỉ cần có vẻ đẹp bề ngoài mà còn phải thể hiện sự xuất sắc trong lĩnh vực kinh doanh, khả năng xã hội và nhân ái. Yến Phượng, với sự hỗ trợ từ gia đình, người thân và bạn bè, đã quyết định tham gia cuộc thi với mục tiêu chứng tỏ rằng người phụ nữ Việt Nam ngày nay không chỉ đóng vai trò trong gia đình mà còn có khả năng tỏa sáng và đóng góp tích cực trong mọi lĩnh vực xã hội. Cô hy vọng rằng thông qua cuộc thi, cô có thể lan tỏa giá trị tích cực và thực hiện các dự án nhân ái để hỗ trợ xã hội. Bên cạnh đó, Anna Yến Phượng còn được biết đến là một ca sĩ hát dòng nhạc bolero với niềm đam mê ca hát. Từ nhỏ, cô còn đầu tư vào kênh YouTube cá nhân để hiện thực hóa ước mơ nghệ thuật. Hầu hết nhạc phẩm của Anna Yến Phượng hát về quê hương đất nước, số ít là những ca khúc nhạc mạnh remix theo phong cách hết sức sôi động. Biến hóa trong phong cách biểu diễn nào, Anna Yến Phượng đều tâm niệm đem lời ca tiếng hát đến làm đẹp cho đời. Anna Yến Phượng cũng gặp những trắc trở và ý kiến trái chiều khi làm nghệ thuật, đặc biệt là những tranh cãi xoay quanh nhạc phẩm Tình Là Sợi Tơ remix. Tuy nhiên, Anna Yến Phượng vẫn đều đặn ra mắt các sản phẩm âm nhạc trên kênh YouTube cá nhân. Đến thời điểm hiện tại, kênh của cô đã thu hút hơn 5 triệu lượt xem. Ngoài Anna Yến Phượng, doanh nhân Phan Thị Mai, hay còn gọi là Miley, một trong những quý bà doanh nhân được quan tâm nhiều nhất thời điểm hiện tại, phải nhắc đến Miley, nữ doanh nhân sở hữu chuỗi cơ sở thẩm mỹ cùng tên. Được biết, cô Phan Thị Mai sinh năm 1975, gốc Đức Thọ, Hà Tĩnh. Bà Phan Thị Mai sinh ra trong một gia đình không khá giả. Bà bươn trải kiếm sống từ khi còn rất nhỏ. Tốt nghiệp trung học, bà Mai tìm tới nghề cắt tóc. Theo chia sẻ của bà Mai, chỉ trong một tuần học ở cửa tiệm làm tóc, bà đã như một người thợ chuyên nghiệp và nhận được nhiều lời khen từ khách. 6 tháng sau bà đã trở thành thợ chuyên nghiệp. Sau khi lập gia đình, cô chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp trong lĩnh vực thẩm mỹ. Ở tuổi quý bà, doanh nhân Miley Phan Thị Mai gây ngạc nhiên bởi vẻ ngoài trẻ trung năng động, dù bận rộn vẫn nhiệt tình sử dụng mạng xã hội để kết nối với người hâm mộ. Trên trang cá nhân và các kênh truyền thông của Miley, sếp Phan Thị Mai xuất hiện với hình ảnh gần gũi, thân thiện và sẵn sàng quẩy tới bến với đội ngũ nhân viên. Chưa kể, cô còn có khả năng sáng tác, hát và nhảy gây bất ngờ dù đã U50. Với sự độc lạ trong phong thái và cách truyền cảm hứng, loạt video về văn hóa doanh nghiệp của Miley đem về tới 180 triệu lượt xem trên YouTube. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến trái chiều về phong cách của quý bà này. Doanh nhân Nguyễn Thị Hồng Quân với nghệ danh Ái Vân Ruby, quý bà gây bão mạng xã hội tiếp theo vốn là doanh nhân trong ngành nội thất văn phòng. Tuy nhiên, dân mạng lại biết đến cô nhiều hơn qua vai trò ca sĩ nhạc nhẹ. Đó là doanh nhân Nguyễn Thị Hồng Quân, còn Ái Vân Ruby là nghệ danh khi ca hát. Được biết sau khi kết hôn, cô và chồng cùng tạo dựng, đưa công việc kinh doanh vào ổn định rồi tiếp tục theo đuổi giấc mơ nghệ thuật. Thời gian gần đây, nhạc phẩm Con Bướm Xuân, nhạc xuân sôi động và vũ điệu hoang dã của Ái Vân Ruby bất ngờ hot trở lại, trở thành chủ đề bàn tán huyên náo nhiều hội nhóm Facebook. Nhiều dân mạng cho rằng tính cách trong âm nhạc của Ái Vân Ruby thích hợp với dòng nhạc nhẹ, theo đuổi nhạc sàn remix sẽ khiến cô bị đuối. Trái lại, không ít khán giả bày tỏ lòng ái mộ trước sự tự tin và bản lĩnh sân khấu của Ái Vân Ruby.